để thua Thái Lan, đối thủ của U20 Việt Nam lộ tử huyệt trước trận đối đầu quan trọng. Thủ môn của đội U20 Hồng Kông, Trung Quốc đã tiết lộ điểm yếu đáng ngại nhất của đội nhà chỉ vài ngày trước trận đối đầu U20 Việt Nam. Chỉ còn 3 ngày nữa, U20 Hồng Kông, Trung Quốc sẽ có trận đấu rất quan trọng gặp U20 Việt Nam trong lượt mở màn tại bảng F vòng loại giải U20 châu Á 2023 diễn ra tại Indonesia ngày 14 tháng 9. Để chuẩn bị cho đấu trường này thì U20 Hồng Kông vừa trải qua trận đấu giao hữu gặp U20 Thái Lan vào ngày 10 tháng 9. Do yếu hơn về lực lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu nên U20 Hồng Kông không thể gây bất ngờ trước Thái Lan, đành chấp nhận trận thua khá dễ dàng với tỷ số 0-2. Trận đấu này cũng là màn tổng duyệt để U20 Hồng Kông bước vào vòng loại giải châu Á. Sau khi cùng các đồng đội để thua Thái Lan, thủ môn bên phía U20 Hồng Kông Bang Joo-si đã tiết lộ điểm yếu được coi là tử huyệt của đội nhà. Theo quan điểm của Bang Joo-si thì thể lực là hạn chế lớn nhất và cũng là rào cản để U20 Hồng Kông gây bất ngờ khi đối đầu các đội mạnh hơn. Bang Joo-si cho rằng các đồng đội của anh đã thể hiện rất tốt trong hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, sang hiệp 2, rất nhiều cầu thủ bị giảm sút về thể lực nên khó theo kịp thế trận của đối thủ và cuối cùng phải chịu thất bại. Mọi thành viên đều chơi quyết tâm ở trận đấu này. Dù để thủng lưới hai bàn nhưng chúng tôi đã có được kinh nghiệm quý báu và hy vọng có thể chơi tốt hơn tại Indonesia. Tuy nhiên, thể lực vẫn khó khăn lớn nhất của chúng tôi, Bang Joo-si nói thêm. Trước đó, cách đây không lâu thì truyền thông Indonesia cho rằng U20 Hồng Kông có cơ hội để gây bất ngờ trước hai đội mạnh hơn như U20 Indonesia hay U20 Việt Nam tại vòng loại giải U20 châu Á do bổ sung thêm 3 cầu thủ từ Mỹ và Anh, gồm trung vệ Tom Quy Alcher, hậu vệ Tờ Sang Lốc To và tiền vệ Chan Quang Trinh. Tuy nhiên, về cơ bản thì ở bảng F, U20 Việt Nam và U20 Indonesia vẫn là hai đối thủ chính cạnh tranh vé đi tiếp, trong khi cơ hội của hai đội còn lại gồm Hồng Kông và Timor Leste không được đánh giá cao. Không loại trừ khả năng huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất ở danh sách xuất phát khi đối đầu. Hồng Kông và Timor Leste nhằm dồn tổng lực cho trận cuối gặp U20 Indonesia. Trong trường hợp đứng đầu bảng, U20 Việt Nam sẽ chắc chắn vào vòng chung kết, còn nếu phải đứng nhì, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ phải trông chờ vào các bảng đấu khác để biết mình có lọt trong nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất hay không.